Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Thực hiện chỉ thị số 22 ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phát động các linh mục, các vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thị xã, thành phố ủng hộ kinh phí làm nhà ở với tổng số tiền 37,6 triệu đồng nhằm chung tay chăm lo công tác an sinh xã hội của tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự chung tay, đồng hành của các linh mục, các vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh trong hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, đồng thời cho biết cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của tỉnh và toàn xã hội đối với những hộ nghèo. Từ nguồn hỗ trợ này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ hướng dẫn các địa phương lựa chọn các hộ gia đình để hỗ trợ, đồng thời quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng.